Vâng, trên tay em đây là cây cần Han Đinh đỉnh Điêu Vương và một cây cần phôi carbon là 24T. 24T thì nó sẽ nặng hơn 30 hoặc 40T một chút. Nặng hơn một chút nhưng mà nó vẫn đảm bảo là độ cứng 5H, phân bố lực 28. Và vì là 24T nên nó sẽ nặng hơn một chút. Và đây là tổng quan của cây cần này. Giá rất là rẻ. 3m6 chỉ có 120k, 4m5 là 150k và 5m4 là 180k, 6m3 là 210k. Và đây là chi tiết của cây cần nha các bác nhá. Đây là cái túi đựng của cây cần, nó có hai lớp túi, một lớp túi vải và một cái là túi bóng ni lông để khi mà giao hàng đến các bác sẽ không bị ướt, không bị xước, chung là nó bảo vệ thêm một lần nữa về cây cần. Còn đây là cái phần nắp cần này. Đấy, các bác có thấy này, lắp là lắp có tên hãng và ngoài túi thì cũng có tên hãng nha. Đấy, nó vẫn đảm bảo đủ là phân bố lực và độ cong, phân bố lực 28, độ cứng của cần là 5H. Màu sắc chủ đạo của cây cần là màu xanh lục và có tem mác các thứ đàng hoàng. Và đây là cái phôi của cần. Đấy, các bác có thể dùng nhiều cần thì biết là cái phôi 24T nó sẽ dày hơn một chút. Anh em nào đang dùng những cái dòng 40 hoặc 50T sẽ thấy là nó dày hơn một chút. Thì theo như cái cảm nhận của cá nhân em thì dày thì lại cầm nó lại được một cái là dày, nó sẽ cầm chắc tay hơn. Và theo như em được biết thì em hiểu ấy là cái phôi giả sử 30T có khi họ chỉ còn quấn hai lớp thôi, mà nên là cái phôi cần nó rất là mỏng. Còn đối với 24T này thành ra chính vì nó rẻ nên thành ra họ lại hình như là họ lại quấn rất là nhiều lần luôn. Đấy, các bác có thấy là rất là dày. Đấy, nếu mà bác nào mua hàng thì có thể nhắn Zalo cho em hỏi là gửi ảnh chi tiết của cái phôi cần này được không. Nói chung là để trước cả lên lúc mà các bác mua hàng rồi thì các bác cũng kiểm tra hàng để xem cái phôi của nó như nào. Cần này thì là ngọn chính là ngọn rỗng, còn đâu ngọn tặng kèm là ngọn đặc. Ngọn rỗng thì tất nhiên là nó phải có cái chống bịp nước nhầy. Đấy. À, và đây là em sẽ đi chi tiết cái phần các lóng bên trong này. Các bác có thấy là phôi 24T. Đấy, đèn bóng và nó có một cái làm các cái mẫu cần này làm nó quấn rất là nhiều lần luôn. Đấy, cầm rất là chắc tay, lặng nhưng mà em xin nhắc lại là lặng nhưng mà nó vẫn là độ cứng của cần là 5H, chứ không phải là cần nó dày hơn thì có nghĩa là nó thành 6H hoặc thành 8H được, mà nó vẫn phải là 5H. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cảm nhận cái phôi của cần này, phôi 24T. Tại vì sao nó lại rẻ? Bởi vì phôi 24T nó rẻ hơn rất nhiều so với cái phôi 30T hoặc 40T. Đấy, các bác có thấy là cái phần gốc của các lóng nha, nhìn ở trên video thôi cũng thấy nó rất là mịn, khi chúng ta ra vào cần nó rất là dễ vì là cái phần này nó rất là mịn. Bây giờ em sẽ ra cần rồi em sẽ thử quăng quật quần sau đó thu lại cần để các bác cảm nhận chi tiết nhất. Đây là phần gốc các lóng và cũng như là phôi cần. Đấy, phôi cần màu đen bóng và sợi carbon ở đây. Đấy, mật độ carbon cũng có thể nhìn thấy ở đây. Một cây cần giá rẻ thì mình cũng không nên đòi hỏi quá nhiều về thế này thế kia. Để mà cái các thứ thì em thấy thì nó rất là ok. Và khi mua hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em nào đã từng mua hàng bên em hoặc chỉ cần thêm bạn Zalo với em thôi là sẽ kiểm tra hàng hoặc là thích dùng thử một vài hôm. Rất là em cũng thấy thoải mái bình thường. Đây nha các bác nha, tất cả các lóng, kể cả lóng sát ngọn nha, cũng đều có sơn chống xé chống toạc rất là chi tiết và tỉ mỉ. Lóng sát ngọn cũng có sơn này, và lóng kế ngọn cũng kế tiếp mà cũng có sơn, không có cái lóng nào là không sơn. Và cái sơn đầu lóng này rất là dài. Đấy, dài gần bằng một cái ngón tay của em ở đây, ba đốt ngón tay để chống xé chống toạc tuyệt đối luôn. Chứ không thể bằng cái sơn đấy được. Sơn nếu mà không có sơn này rất dễ khi chúng ta ra cần nhảy, nó rất dễ bị đai cái chỗ trên này ra, làm rất dễ tụt quần. Đấy, bây giờ em sẽ thử vẩy những cái cây cần này. Đây là một cây cần 4,5m
anh em nào mua hàng kiểm tra hàng xem là nó ra cần nó có thắng như này không. Đấy, các bác còn thấy này, cần rất là thắng luôn, và vì là phân bố lực 28 nên nó chỉ cong một chút ở chỗ trên phần đầu này thôi, khá là ok nhẹ. Nói chung là 3m6 của nó, nếu mà không tính đô kê cái lắp, vẫn tính cái đít nhá, lắp đít này thì nó chỉ khoảng 110g, 4m5 là khoảng 127g, 5m4 thì nó 140g. Đấy, các bác vừa cảm nhận cái tiếng của cần, tiếng đanh, tiếng của phôi cần đấy ạ. Vào cần cho bác xem, vào lại này. Họ làm rất là theo cảm nhận của em rất là tỉ mỉ, vào rất là nhẹ nhàng, một phát vào luôn. Còn đây là em sẽ test tĩnh cây cần này, thì đây là vẫn là cây đỉnh Điêu Vương, em đã buộc sẵn ba chai nước. Đấy, để anh em cảm nhận cái độ cong của cần thôi, và độ lấy độ đàn hồi của cần thôi, chứ còn đâu không em không test được đến gãy, bởi vì không được lời lãi bao nhiêu, là mà mình phải hy sinh một cái. Đấy, tất cả các lóng đều cong nha, kể cả lóng gốc, các bác có thể thấy luôn là lóng gốc hơi cong một chút, cho nên là dựng tá vẫn là trên không rồi. Đấy, ba chai nước đầy nha các bác nha, anh em có thể nhìn thấy ba chai nước đầy, bộ lấy của cần. Nói chung là theo như cảm nhận của em thì nó giữ được ở trên không lâu nhảy thì đương nhiên là giữ cá cũng rất là tốt. Đây là tép tĩnh đứng cùng một mặt phẳng, khi em anh em câu dòng cá đấy thì nó sẽ được khoảng từ 3 đến 5 cân, tùy vào khả năng mỗi người, 3 đến 7 cân, em nghĩ là như thế. Đây là một cây cần đỉnh Điêu Vương nhá, màu xanh lục. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em.